Cô chào các em. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình học tiếng Anh lớp 8. Buổi trước chúng ta đã kết thúc phần bài 7. Hôm nay chúng ta chuyển sang bài 8. The period 62, unit 8, English speaking countries. Chủ đề của bài 8 nói về các quốc gia nói tiếng Anh. Lesson 1, Getting Started. Chủ đề của phần Getting Started đó là How's your summer camp? Chuyến cắm trại của bạn như thế nào? Now I will explain some new words. Các em chú ý từ awesome. Đây là tính từ có nghĩa là tuyệt vời. Absolutely là trạng từ có nghĩa là chắc chắn. Officials, tính từ có nghĩa là chính thức. Mỗi một nơi có một giọng nói khác nhau, vậy chúng ta có từ giọng đó là accent. Từ cuối cùng đó là native. Đây là tính từ có nghĩa là bản địa hoặc là bản ngữ. Now listen and repeat. Awesome, absolutely, officials, accent, native. Nào, chúng ta chuyển sang phần listen and read. Tình huống bài hội thoại đó là bạn Phong đang có một chuyến cắm trại và chuyến cắm trại của bạn Phong như thế nào? Chúng ta cùng đọc bài hội thoại nhé. Cả lớp nghe cô dịch. Bạn Nick hỏi Phong, trại hè quốc tế của bạn như thế nào rồi Phong? Quá tuyệt vời. Bạn nghe có vẻ rất vui. Bạn thích điều gì về nó? À, khó có thể nói. Mọi thứ thật tuyệt vời. Những người bạn mà tớ đã kết bạn, những nơi mà tớ đã đến thăm và những hoạt động vân vân. Ồ, thế tiếng Anh của bạn đã cải tiến nhiều rồi đó. Chắc chắn rồi, tớ sử dụng tiếng Anh hàng ngày với những người đến từ các quốc gia khác nhau. Họ đến từ đâu vậy? Mọi nơi, các nơi như Ấn Độ, Canada, tiếng Anh thì cũng là ngôn ngữ chính ở đây ở Singapore. Đúng rồi, bạn đã kết bạn với những người nào đến từ nước nói tiếng Anh? Tớ ở trong một đội với hai bạn con trai đến từ Úc và một bạn gái đến từ Mỹ. Bạn có khó khăn trong việc hiểu họ phải không? À, lúc đầu tớ thấy khó khăn trong việc hiểu họ, có lẽ bởi vì giọng của họ, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Thật là tuyệt vời là bạn có thể thực hành tiếng Anh với những người bản ngữ. Vậy khi nào bạn trở về? Chuyến cắm trại của chúng tớ khép lại vào ngày 15 tháng 7 và tớ bắt chuyến bay cùng ngày về nhà. Hẹn gặp bạn khi đó, hãy thưởng thức nhé. Được rồi, cảm ơn bạn. Tạm biệt. Nào, các em hãy làm bài tập A. Five words or an expression from the conversations which you use when you... Các em hãy tìm một từ hoặc là một sự diễn tả trong bài hội thoại mà bạn sử dụng khi bạn... Nào, number one. Think something is wonderful. Nghĩ về một điều gì đó thật là tuyệt vời. Vậy ở trong bài hội thoại thì bạn Nick có hỏi bạn Phong về chuyến cắm trại. Bạn Phong trả lời, thật là tuyệt vời. Vậy đó là từ awesome, just awesome. Now number two, agree with somebody, đồng ý với ai đó. Ở trong bài hội thoại, sau khi nghe bạn Nick nói tiếng Anh của mình đã cải tiến nhiều thì bạn Phong đáp absolutely, có nghĩa là chắc chắn. Number three, cannot decide, không thể quyết định. Bạn Phong có sự diễn tả đó là it's hard to say, khó có thể nói, vậy đồng nghĩa là cannot decide. Number 4. Are not sure about something. Không chắc chắn về điều gì đó. Vậy trong bài bạn Phong có sự diễn tả có từ là perhaps it's because of their accent.
À, có lẽ bởi vì giọng của họ. Vậy đây là diễn tả sự phỏng đoán không chắc chắn về điều gì đó. Vậy có từ perhaps. Ở phần B của bài, xin lỗi, ở phần A còn có một phần hỏi nhỏ nữa, đó là Do you know any other expression which have the same meanings? Vậy Kem có biết thêm những cái cụm từ này có cách giải nghĩa thích nghĩa tương tự không? Ví dụ như từ awesome có nghĩa là tuyệt vời thì đồng nghĩa với nó đó là great. Hay là absolutely thì đồng nghĩa với nó là sure hoặc là right. It's hard to say, chúng ta có thể nói là khó có thể giải thích, có thể nói là can't explain. Perhaps có lẽ thì đồng nghĩa là maybe. Kem chuyển sang phần bài tập B. Read the conversation again and answer the following questions. There are six questions. Question 1. Where is Phong now? Bây giờ Phong ở đâu? Question 2. Where do the camper come from? À, những người cắm trại đến từ đâu? Number 3. What has Phong done so far? Cho đến nay thì Phong đã từng làm gì? Number 4. Why has he been able to improve his English? À, tại sao anh ấy có thể cải tiến được tiếng Anh của anh ấy? Number 5. Who are the same team with Phong? Ai là những người cùng đội với Phong? Number 6. When can Nick see Phong? Nick có thể gặp Phong khi nào? Sau khi đọc bài hội thoại, chúng ta đi trả lời những câu hỏi này. Now question 1. Where is Phong now? He's at an international summer camp in Singapore. Where do the camper come from? They come from different countries or from all over the world. Number 3. What has Phong done so far? He has made new friends, visited places, and take part in different activities. Question 4. Why has he been able to improve his English? He has been able to improve his English because he uses English every day with people from different countries. Number 5. Who are in the same team with Phong? Two boys are from Australia and a girl from the USA. Now the last. When can Nick see Phong? Nick can see Phong after the 15th of July. Cam hãy làm bài tập số 2. Complete the sentence with the words and the phrases from the box. Cụm từ native speaker có nghĩa là người bản ngữ. Official language có nghĩa là ngôn ngữ chính. English speaking countries có những nước nói tiếng Anh. The USA là nước Hoa Kỳ. Summer camp có là chuyến cắm trại mùa hè. Accents giọng. Vậy các em hãy sử dụng những từ và những cụm từ này để điền vào những câu dưới đây. Now, number one. Last year I had a wonderful time at in Britain. À, năm ngoái tớ đã có một thời gian thật tuyệt vời ở cái gì đó ở Anh. Vậy ở đây chúng ta sẽ nói về một chuyến cắm trại mùa hè, đó là summer camp. Câu 2. The USA, the United Kingdom and New Zealand are all. À, đất nước Hoa Kỳ, đất nước Anh và đất nước New Zealand là những đất nước nói tiếng Anh, rồi đó là English speaking country. Câu 3. Australians are of English because the US is their mother tongue. À, những người Úc thì gì đó đối với tiếng Anh bởi vì họ sử dụng nó như là tiếng mẹ đẻ. Vậy câu 3 sẽ là
Những người Úc thì là những người bản ngữ về nói tiếng Anh, bởi vì họ sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Number 4. Đất nước nào mà ở giữa Bắc Mỹ? Đó là Hoa Kỳ, the USA. Number 5. Thường là mọi người đến từ những phần của đất nước thì nói ngôn ngữ riêng của họ với cái giọng khác nhau. Vậy chúng ta sẽ nói là, và Lâm nghe cô dịch lại bài câu 5. Thường là những người đến từ những phần của đất nước thì nói ngôn ngữ của họ với những giọng nói khác nhau. Vậy chúng ta có từ giọng đó là accents. Now the last, English is an in countries like India, Malaysia and Singapore. Tiếng Anh là một ngôn ngữ gì đó ở những đất nước giống như Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Vậy tiếng Anh là ngôn ngữ chính, official language. Em chuyển sang bài tập số 3. Put the names of the countries under their flags. Các em hãy đặt tên của các quốc gia dưới lá cờ của chúng. Đây là tên của các quốc gia: New Zealand, Singapore, Australia, the USA, Canada, the United Kingdom. Và qua tìm hiểu về cờ của các nước thì cô sẽ cung cấp cho các em như sau. Cờ thứ nhất đó là của nước Mỹ, Australia, xin lỗi, the USA. Cờ thứ hai đó là cờ của nước Anh, the United Kingdom. Cờ thứ ba đó là cờ của nước Singapore. Và cờ thứ tư đó là lá cờ của nước Úc, Australia. Lá cờ thứ 5 đó là đất nước Canada, Canada. Và lá cờ cuối cùng đó là New Zealand. Các em chú ý nhận biết và nhớ tên của các nước dựa vào cờ của nước đó. Nào ở nhà các em hãy học thuộc từ mới cho cô, đọc lại bài hội thoại và chuẩn bị bài tiếp theo. Series 8, A Closer Look 1. Bài học hôm nay đến đây là hết. Thank you and goodbye. See you again.